đêm khuya, gió biển lạnh như dao, xâm chiếm mọi âm thanh hiện hữu. Tuyệt đỉnh run rẩy trong gió. Lúc này, Lộ Lộ thắp lên ngọn lửa trên lòng bàn tay, xua tan giá lạnh cho Tuyệt đỉnh. Lộ Lộ, tôi không lạnh đâu, tôi chỉ là vừa nghĩ đến người thống trị long tộc bây giờ không phải là con người, mà là một con ác long, toàn thân liền nổi da gà rồi, không nhịn được mà run lên. Chủ nhân, người đã biết thân phận thật sự của Thượng Quan Lan rồi, vậy tiếp theo người có dự định gì không? Hàm ôm, tôi có thể có dự định gì chứ? Chẳng lẽ bảo tôi đi làm người hùng chính nghĩa, lật đổ sự thống trị của bà ta, hay là bảo tôi mặt đối mặt chất vấn với hắn, tố cáo tội ác mà hắn đã gây ra cách đây 200 năm? Đối với tôi mà nói, Thượng Quan Lan là người hay là ác long, chuyện đó đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn từng bước một trở nên mạnh mẽ hơn, không cần thiết phải trở thành kẻ thù với một tên đáng sợ như vậy. Nhưng mà sau sự kiện lần này, người đã bị Thượng Quan Lan để mắt tới rồi, à ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Lộ Lộ, lời này của em sai rồi, kẻ gây náo loạn ở tổng bộ hải quân là Hắc Bào Nhân, kẻ bắt cóc Xa Xa cũng là Hắc Bào Nhân, Thượng Quan Lan để mắt tới vẫn là Hắc Bào Nhân. Mối thù oán giữa Thượng Quan Lan và Hắc Bào Nhân liên quan gì đến Tuyệt đỉnh ta chứ? Lời vừa dứt, Lộ Lộ lập tức sững sờ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng dường như lại rất có lý. Chủ nhân đúng là đánh một ván bài hay mà, hai thân phận thay đổi bất cứ lúc nào. Nữ đế Long Quốc thì cũng bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, hi 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 hi. Sau lần thoát chết trong gang tấc này, Tuyệt đỉnh càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi tài khoản. Thân phận Hắc Bào Nhân là tài khoản chính hiếm khi đăng nhập, là tài khoản này ràng buộc với Lộ Lộ và Medusa, hai ngọc thú bị truy nã toàn quốc. Còn thân phận học sinh Tuyệt đỉnh của Thanh Long Học Viện, đó là tài khoản phụ, dùng để đăng nhập hàng ngày. Trong mắt bạn học, Tuyệt đỉnh là một học sinh tốt bụng, là một thiên tài để các bạn làm gương. Trong mắt viện trưởng và các giáo sư, Tuyệt đỉnh là học sinh tiêu biểu của Thanh Long Học Viện. Thế nhưng những người này đều không biết, Tuyệt đỉnh chính là Hắc Bào Nhân có khả năng khuấy đảo, lật tung cả thế giới. Lộ Lộ, tôi hơi mệt. Vừa dứt lời, Tuyệt đỉnh liền nằm gọn trong lòng Lộ Lộ, rồi ngủ thiếp đi. Medusa lập tức bắt đầu kiểm tra về tình trạng cơ thể của Tuyệt đỉnh. Hắn thế nào rồi? Cơ thể rất yếu, ước chừng sẽ hôn mê 2 ngày. Chúng ta hãy tìm một nơi ấm áp thoải mái để an bài cho hắn trước đã. Ở ma thú eo biển, gió lạnh thấu xương. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, muốn tìm được nơi trú ẩn che mưa che gió không phải là chuyện dễ dàng. Nước, cho ta nước. Hắn bị sốt rồi. Hồ ly, nước không có tác dụng với hắn đâu. Sức đề kháng của loài người quá kém. Vậy phải làm sao bây giờ? Sư thủ có thể tăng sức đề kháng và khả năng hồi phục cho hắn đấy. Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không có sữa đâu. Ngươi cũng đừng có ám chỉ ta, ý của ta là dưới tảng đá ngầm này, đâu đâu cũng là bóng dáng của yêu thú thuộc lớp thú. Ngươi đi lấy một ít sữa từ bọn chúng đi. Còn lúc này, lại là một cơn ác mộng hỗn độn. Tuyệt đỉnh mơ thấy con hắc long kia. Trong giấc mơ, đôi mắt hắc long như hai hố đen, bóp méo cả không gian trời đất, nuốt chửng vạn vật. Để trốn thoát sự truy đuổi của hắc long, Tuyệt đỉnh liều mạng chạy trong bóng tối, nhưng lại bất ngờ đâm sầm vào một tấm gương. Nhìn bản thân trong gương, con người của Tuyệt đỉnh run rẩy, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Tuyệt đỉnh trong gương, trên người cũng mọc ra vảy rồng màu đen. Trên đỉnh đầu mọc ra sừng rồng, sau lưng mọc ra một đôi cánh rồng to lớn. Không, đừng mà. Lúc này, Tuyệt đỉnh đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi là mơ thôi, tốt quá rồi, xem tí thì hù chết ta. Đây, đây lại là nơi nào vậy? Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi à? Lộ Lộ, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Đã 3 ngày rồi. Tôi ngủ 3 ngày rồi ư? Thôi xong, thôi xong. Lúc này, Tuyệt đỉnh chìm trong hoảng loạn, lo lắng không kịp tham gia trận chung kết siêu tân tinh đại hội. Ban đầu, Tuyệt đỉnh và Lộ Lộ xuất phát từ Tứ Linh Thành, còn 6 ngày nữa là đến ngày diễn ra trận chung kết. Sau khi cứu Medusa, rồi thoát chết trong gang tấc từ tay Thượng Quan Lan, cũng đã mất 2 ngày. Và bây giờ, cậu còn hôn mê 3 ngày. Tính ra như vậy, từ giờ đến lúc diễn ra trận chung kết siêu tân tinh đại hội, chỉ còn đúng 1 ngày. Ngày mai là trận chung kết siêu tân tinh đại hội rồi, chúng ta phải lập tức quay về Tứ Linh Thành. Phải biết rằng Thượng Quan Lan hàng năm đều đích thân đến xem trận chung kết siêu tân tinh đại hội. Nếu như hắn không thấy Tuyệt đỉnh trong trận chung kết, với tính cách đa nghi của hắn, nói không chừng sẽ nhận ra mối liên hệ giữa Tuyệt đỉnh và Hắc Bào Nhân. Giây tiếp theo, Tuyệt đỉnh quyết định chớp thời cơ, đến trước mặt Medusa. Xa xa, ngươi mau biến thành cự mãng, rồi đưa ta vượt biển, mau mau quay về Tứ Linh Thành. Chủ nhân, ta biết ngươi đang lo lắng, nhưng mà ngươi cũng đừng vội như vậy. Ta có thể không vội được sao? Nhớ đâu ta không quay về kịp, bị Thượng Quan Lan phát hiện thì phải làm thế nào? Holy, lấy thứ đó ra đi. Cũng đến lúc quay về rồi. Lúc này, Lộ Lộ lấy ra một chiếc bình rượu bằng da thú, từ miệng bình tỏa ra mùi thơm nồng nàn phá chút tanh. Lộ Lộ, em đang cầm thứ gì vậy? Đây là sữa của Ngân Ngọc Hồ Hoàng. Người mau uống hết nó, rồi chúng ta sẽ xuất phát. Không không không, tôi là con người, tôi chỉ uống trà sữa thôi. Sữa thú tanh chết đi được, tôi uống không quen. Hừ, chủ nhân, người có biết 3 ngày nay người hôn mê đều dựa vào sữa thú để duy trì sự sống đấy. Lộ Lộ, ký của em là sau khi người hôn mê, cơ thể cực kỳ yếu ớt, chỉ dựa vào bổ sung nước lã thì căn bản không giữ được mạng sống. Chỉ có uống sữa thú mới có thể tăng cường sức đề kháng và cung cấp đủ dinh dưỡng cho ngươi, để ngươi sống sót. Nếu không phải hồ ly hàng ngày đi săn lùng ma thú đang nuôi con nhỏ ở gần đây, thì ngươi muốn uống cũng không có mà uống đâu. Nghe thấy vậy,
Tuyệt Đỉnh hơi sững sờ. Lúc này, cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Trước khi hôn mê, ngũ tạng lục phủ đều bị Long Lân Đan phản phệ, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau đớn như đau bổ. Thế nhưng bây giờ đã gần như khỏi hẳn rồi. Thì ra sơ thú lại có công hiệu như vậy. Chỉ là mùi vị này thật sự khó ngửi. Lộ Lộ, bây giờ cơ thể tôi đã hồi phục gần như ổn rồi. Tôi có thể không uống được không? Cơ thể người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, phải uống. Giọng điệu nói chuyện của Lộ Lộ giống hệt như người vợ đang ra lệnh cho chồng, vô cùng mạnh mẽ. Medusa không khỏi len lén lùi về phía sau. Sike, con hồ ly này trông có vẻ hơi giống bà chủ gia đình rồi nhỉ.